Có nên dùng thuốc tránh thai để trị mụn hay không? Bạn đọc đặt câu hỏi cho bác sĩ. Tôi thấy nhiều bài đăng trên mạng chia sẻ về việc uống thuốc tránh thai để trị mụn. Xin hỏi bác sĩ điều này có hiệu quả hay không và có gây ra tác dụng phụ nào hay không? Về câu hỏi của bạn được bác sĩ Huỳnh Kim Chi, giảng viên da liễu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trả lời như sau. Hiện nay, việc dùng thuốc tránh thai để điều trị mụn khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thuốc uống này không phải do bác sĩ kê đơn, mà chủ yếu là tự tìm hiểu trên mạng. Trên thực tế, thuốc tránh thai chỉ có hiệu quả trong việc điều trị mụn do nội tiết nếu chứa cả hai loại hormone là estrogen và progestin. Loại thuốc chỉ chứa progestin sẽ không có tác dụng trị mụn vì progestin là một dạng androgen hoặc tính yếu, do đó sử dụng hormone này đơn lẻ sẽ khiến da tiết dầu nhiều và nổi mụn giống như androgen. Một số tác dụng phụ có thể gặp phải khi uống thuốc tránh thai để trị mụn bao gồm buồn nôn, nôn mói, tăng cân, căng hoặc là đau ngực và thay đổi tâm trạng. Ngoài ra, thuốc tránh thai còn có thể gây ra các tác dụng phụ trầm trọng hơn như đau bụng, tức ngực, đau nửa đầu, khô mắt, ảnh hưởng thị giác, hình thành cục máu đông và phù chân. Vì vậy, nếu bị mụn trứng cá nặng hoặc là trong thời gian dài nhưng không thuyên giảm, bạn cần đến gặp các bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Điều quan trọng là đừng tự tìm hiểu trên mạng và mua những loại thuốc không đúng chỉ định, từ đó gây hại cho sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.